Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng mị dân rồi quay sang hành hạ dân. Ngay trước phiên tòa sơ thẩm xử 29 người dân Đồng Tâm, một phóng viên của luật khoa tạp chí đã về tận thôn Hoành để làm tròn trách nhiệm cơ bản nhất với nghề nghiệp. Ghi nhận thông tin trước một sự kiện lớn sắp diễn ra, những người thân của bị cáo chờ đợi điều gì ở phiên tòa ngoài công lý. Ấn tượng sâu đậm nhất của báo trong cuộc nói chuyện với bà Dư Thị Thành, vợ ông Lê Đình Kình và chị Lê Thị Thoa, con gái thứ tư của ông bà, có lẽ là niềm tin tuyệt đối vào đảng của ông Kình đến mức tác giả đã trích lời nói của bà Thành làm tựa đề cho bài báo là "Đến cuối đời, chồng tôi vẫn tin vào đảng". Tàn phế phải ngồi xe lăn từ sau biến cố năm 2017, bị đánh gãy chân mà ông Kình vẫn nhờ vợ đẩy xe đi họp chi bộ đảng ở một xã mà hết sức đều đặn. Đây là hình ảnh bức tường treo chân dung và huân huy chương của ông Lê Đình Kình cùng với dấu vết đạn bắn từ vụ thảm sát ở Đồng Tâm vào ngày 9 tháng 1 năm 2020. Ông luôn tự nhủ mình phải đàng hoàng, gương mẫu trong sinh hoạt đảng. Chị Thoa cho biết thêm, bố tôi tuyệt đối tin vào Đảng Cộng sản, tin ông Nguyễn Phú Trọng. Tôi can, bố ơi, quan chức giờ tham nhũng nhiều lắm. Bố quát, đó chỉ là con sâu làm giàu nổi canh, là bọn cấp dưới bao che, bôi nhọ đảng. Nhiều lần thấy bố gặp nguy hiểm, tôi muốn bố bỏ vụ tranh chấp đất đai. Tôi khóc bảo, chúng con sợ lắm, đảng giờ phe phái nhiều, người ta có thể giết nhau đấy bố ạ. Bố tôi nói, mình làm việc đúng mà sợ gì hả con, đất Đồng Xanh là của người dân xã. Nếu bố làm sai, người ta đã khai trừ đảng bố lâu rồi. Đáng lẽ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ phải tự hào khi ở đơn vị đảng cơ sở cấp thấp nhất mà còn có một người như ông Kình hội tụ đầy đủ những yếu tố của người đảng viên kiểu mẫu. Móng Trọng vẫn hàng ngày hô hào, kêu gọi là quan điểm chính trị kiên định, trung thành tuyệt đối với đường lối của Đảng, luôn luôn có ý thức tuyên truyền và vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, cương quyết tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái. Và niềm tin vào Đảng của ông Lê Đình Kình nói riêng và của người dân Đồng Tâm nói chung còn khiến nhà làm phim người Pháp André Lerat bị sốc. Đây là một cuộc họp về đất đai của dân Đồng Tâm mà ông André Meras được tham dự. Ở đó, người dân mà thủ lĩnh tinh thần là ông Kình đều một lòng tin đảng. Trong cuộc phỏng vấn với đài BBC, André Meras, tên tiếng Việt là Hồ Cương Quyết, mang hai quốc tịch Pháp và Việt Nam, đã kể về cuộc phỏng vấn của ông với cụ Lê Đình Kình và dân làng Đồng Tâm vào ngày 8 tháng 3 năm 2019. Ông kể lại rằng, trong cuộc gặp dân làng Đồng Tâm và cụ Lê Đình Kình, sự tin tưởng của họ vào đảng sau khi đã bị tấn công, dã man và lừa đảo vào năm 2017 làm tôi bị sốc. Tôi sốc là do chính là cách ứng xử của họ đối với tôi, tôn trọng và thân thiết, coi tôi là đồng chí, đồng bào, phấn khởi thấy tôi mang họ Hồ của bác như lời cụ Kình. Điều này giải thích tại sao họ muốn tâm sự, kể lại mọi tình tiết. Họ không coi tôi là một phóng viên nước ngoài tạt qua làng, mà coi tôi như một đảng viên. Trong suốt mấy tiếng đồng hồ, họ không có một lời nào chống đảng. Họ luôn luôn tự xác định là những người cộng sản góp phần vào công tác chống tham nhũng của đảng. Nhà quan sát người Pháp qua đó đã khẳng định được sự thành công trong chính sách mị dân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh người dân tham dự meeting mừng chiến thắng giải phóng miền Nam 30 tháng 4 năm 1975. Ông giải thích sự thành công này bằng các lý do như sau. Trước tiên, đối với những thế hệ cao niên, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá khứ rất lớn. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam là đoàn kết, hy sinh, chống thực dân và trong kháng chiến, chống Mỹ rất quan trọng. Thứ hai, rõ ràng là từ sau chiến tranh, Việt Nam đã phát triển và nhờ đó Đảng Cộng sản Việt Nam đã giữ được ánh hào quang mặc dù cán bộ đã bòn rút biết bao của cải từ sự phát triển này. Thứ ba là liên quan đến thế hệ trẻ, chính sách giáo dục chính trị hóa từ lớp mẫu giáo, những mảng lớn của lịch sử đã bị bỏ quên hay bóp méo. Chính sách nhồi sọ đi đôi với tình trạng bàng quang đối với đời sống chính trị và xã hội. Mỗi người lo cho phận mình, lãnh cảm, ích kỷ trước chuyện chung. Thứ tư là sự khống chế toàn diện của ban tuyên giáo trong lĩnh vực thông tin. Điều này, những lãnh đạo cao nhất cũng không hề giấu giếm. Truyền thông phải phục vụ và bảo vệ đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên 700 tờ báo, mấy kênh truyền hình và VTV nhưng chỉ có một tiếng nói. Đó là tiếng nói của Bộ Chính trị. Đó là không nói tới tâm trạng lo sợ bị trừng phạt, tức khắc và nghiêm khắc với bất cứ ai đi chệch hướng. Thêm vào đó, truyền thống văn hóa Việt Nam vốn ngại ngùng trong việc đặt lại vấn đề đối với tôn ti trật tự đã có sẵn. Đó là những nguyên nhân có thể giải thích tại sao chính sách mị dân của một chính đảng độc tài, bạo nghiệt và thối nát
vẫn thành công cho đến bây giờ. Tuy nhiên, ông Menras đã khẳng định đồng tâm đã đánh dấu một giai đoạn mới trong quá trình tự cô lập của Đảng Cộng sản đối với nhân dân, đặc biệt là thành phần nông dân. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ông viết tiếp, Đảng cầm quyền đã tiên chiến với toàn bộ xã hội, đã sử dụng vũ lực để chiếm đoạt đất đai của những người nông dân mà số đông là đảng viên. Nó đã hành động như một tên thực dân tàn bạo. Nó đã vượt khỏi làn danh đỏ, qua khỏi đó thì không còn gì là lòng tin và trọng thị. Nó đã gây đổ máu, làm ô uế thân xác các nạn nhân, nhục mạ thanh danh họ. Nó đã dấy lên sự căm thù của người nông dân và còn hơn nữa, nó đã tạo ra sự biện minh cho những căm hận mới. Đồng tâm là một thất bại nặng nề trong cuộc chiến tranh mà Đảng Cộng sản của ông Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành chống lại nhân dân Việt Nam. Sớm hay muộn, nó cũng sẽ phải trả giá cho những hậu quả. Bởi vì, như lịch sử ngàn năm của Việt Nam cho thấy rõ, nhân dân Việt Nam có một sức chịu đựng, đau khổ và oan ức hiếm có. Nhưng họ không phải là những con cừu, và theo cung cách của mình, họ không bao giờ ngưng nghỉ kháng cự. Điều đó, những kẻ tiếm quyền hiện nay hiểu rất rõ. Họ đang ngồi chiếm trệ trên nhánh cây của nhân dân, mà đa số là nông dân. Họ đã thừa hưởng hoa trái của cành cây, và ngày nay họ đang cưa cành cây để bán gỗ. Leo cao thì họ sẽ ngã đau. Không ai có thể tiên đoán được con đường tiến lên nhà nước pháp quyền của Việt Nam bao giờ sẽ diễn ra và như thế nào. Nồi nước sẽ nổ tung từ bên trong đảng hay từ bên ngoài đảng, hay cả hai cùng một lúc. Nhưng sự bùng nổ là tất yếu, nhất là nếu ông bạn Trung Quốc nhúng tay vào. Bởi vì không có một nền hòa bình nào có thể bền lâu, không một xã hội nào có thể tồn tại mà không có một nhà nước pháp quyền thực sự, mà không có sự tôn trọng tối đa các quyền con người và quyền công dân. Và việc Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vào chiều ngày 14 tháng 9 năm 2020 đã ra phán quyết hai án tử hình đối với hai ông Lê Đình Công và Lê Đình Chức là hai người con trai của cụ Kình. Ngoài ra, ông Lê Đình Doanh là con của ông Công cũng bị tuyên án tù chung thân. Trong phiên tòa có nhiều sai sót về mặt tố tụng đã cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng đã lựa chọn đối đầu với nhân dân theo một cách một mất một còn. Đây là hình ảnh 29 bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ Đồng Tâm nghe phán quyết của Tòa án Nhân dân Hà Nội vào ngày 14 tháng 9 năm 2020. Nhà báo Phạm Minh Vũ cũng khẳng định hành vi chu di tam tộc của Đảng Cộng sản hôm nay đó là tội ác mà trời không dung, đất cũng không thể tha thứ. Lật đổ chế độ thực dân phong kiến, nhưng thực dân phong kiến vẫn tuyên một bản án thấu tình đạt lý và giải quyết đến tận gốc rễ do những mâu thuẫn khởi phát từ luật đất đai. Thực dân phong kiến đã sửa sai trong vụ đồng nọc nạng. Thế mà người Cộng sản hôm nay, Nguyễn Phú Trọng đang lãnh đạo một đất nước gọi là thiên đường, ưu việt, mặt trời tỏa sáng trên đầu đất nước đâu có thấy. Người ta chỉ thấy máu và nước mắt nhuộm đỏ cả bầu trời bởi cách hành xử của giới cầm quyền không phải vì dân, không thuộc về dân trong câu chuyện đất đai. Và với sự ngạo mạn của chế độ, sự say mê quyền lực một cách sắt máu, người Cộng sản sẽ tiếp tục tắm máu khắp nơi trên quê hương. Sự thê lương và đau khổ của bao số phận dân đồng tâm hôm nay đã thua bọn cầm quyền vì chúng có súng ống. Hôm nay, Đảng Cộng sản đưa dân ra tòa, tắm máu đồng bào. Đảng Cộng sản, kẻ cầm đầu là Nguyễn Phú Trọng sẽ phải ra đứng trước phiên tòa của lịch sử để trả giá cho những gì mình đã gây ra. Nguyễn Phú Trọng và bè lũ của Đảng Cộng sản có chủ trương không nổ súng với giặc. Mặc dù giặc bắn đại bác, đảng ông ta cùng lắm là bắn sang đáp trả bằng tình hữu nghị. Vậy mà, đồng bào, đồng chí với nhau chỉ vì tranh chấp đất đai mà Nguyễn Phú Trọng đem súng ống, xe thiết giáp về nã đạn không thương tiếc. Sau này, khi lịch sử xét lại, các nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của chế độ Cộng sản Việt Nam, nếu ông Trọng còn sống, hãy nhớ lấy, đồng tâm là một trong những nguyên nhân ấy. Quyền lực sinh ra trên họng súng, nhưng những kẻ cầm súng thường sẽ chết vì súng. Tôi tin là như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba, ngày 15 tháng 9 năm 2020 với bản tin Đảng Mỹ Dân rồi quay sang khử dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de